Xin chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Đầu Tư Từ Đông. Chúng ta bắt đầu với phần nhận định thị trường phiên ngày hôm nay. Như vậy, ngày hôm nay VN Index có một cái phiên giảm, tôi nghĩ là cũng tương đối mạnh, giảm hơn 8 điểm. Và đặc biệt là chúng ta thấy là thanh khoản sau khi trừ thỏa thuận là lên đến 21.000 tỷ. Như vậy là đây là một cái mức thanh khoản rất là lớn và rất nhiều nhà đầu tư lo lắng là liệu đây có phải là một cái phiên phân phối đỉnh ngắn hạn hay không. Thì thực sự là với một phiên như thế này thì chúng ta cũng chưa thể kết luận được ngay đấy, bởi vì giai đoạn vừa rồi thì chúng ta cũng chứng kiến là VN Index cũng có một cái nhịp lên liên tục 5 phiên đấy, suốt từ cái khu vực khoảng 1077 1070 và lên đến cái khu vực khoảng 1110. Thế thì khi mà rất nhiều nhà đầu tư có lời như vậy thì cái việc mà họ chốt lời khi mà có thị trường có những cái rung lắc mạnh thì tôi nghĩ cũng là một cái việc rất là bình thường. Cái quan trọng là nếu cái phiên ngày hôm nay chúng ta phải quan sát cái lượng cổ phiếu hàng về, tức là rơi vào chiều phiên thứ hai. Nếu mà cái lượng khớp lớn ngày hôm nay được hấp thụ tốt, VN Index không gãy đường MA5 khu vực khoảng 1097 thì tôi nghĩ là mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Thì trong thời gian đó thì chúng ta có thể là quan sát và đặt trạng dừa cho các cái cổ phiếu của mình. Nếu các cái cổ phiếu của anh chị vi phạm cái đường MA5 thì chúng ta cứ mạnh dạn chúng ta cơ cấu đấy, và chúng ta cầm tiền để chờ đợi xem là liệu thị trường phải có giữ vững được cái khu vực 1097, 1098 và để tạo đáy thành công hình thành cái mô hình tăng giá tiếp hay không. Và chúng ta chỉ lưu ý là tôi có nhìn thấy cái phiên ngày hôm nay nó có những cái nét tương đồng khá giống với cái phiên của ngày 6 tháng 12. Khi đó VN Index trước đó cũng có một cái nhịp lên mạnh, giai đoạn đó thì lên mạnh hơn đấy, và sau đó có một cái phiên phân phối khá là mạnh, thanh khoản cũng cao tương đương so với phiên ngày hôm nay đấy, thanh khoản tương đương luôn đấy, chúng ta nhìn có thể nhìn đấy. Và ngay lập tức thì thị trường không giảm ngay, không giảm mạnh ngay, nhưng tích lũy và tạo ra những cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và lúc đấy mới điều chỉnh. Thế thì chúng ta có thể chúng ta quan sát xem liệu nó có giống cái phiên của ngày 6 tháng 12 không. Nếu mà trong trường hợp mà chúng ta thấy là tạo một cái đỉnh sau, chúng ta tới đợi hàng cổ phiếu về và tạo một cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước thì có thể thị trường sẽ cái phiên ngày hôm nay sẽ là cái phiên phân phối đỉnh ngắn hạn và thị trường muốn hình thành được sóng tăng thì có thể cần lùi về những cái ngưỡng hỗ trợ sâu hơn, thậm chí là cái đường MA20 khu vực quanh 1070 một lần nữa, để chúng ta sẽ phải chờ đợi cái tín hiệu xác nhận vào thứ hai tuần sau. Nhà đầu tư nước ngoài thì cũng vẫn bán ròng, đấy là một cái mà tôi nghĩ cũng là cản trở cái đà lên của thị trường, vẫn bán ròng khoảng 316 tỷ. Đối với cả thị trường phái sinh thì ngày hôm nay chúng ta cũng thấy rằng là chỉ số cũng báo tín hiệu xấu, chỉ báo đo động lượng stock RSI cũng đảo chiều tiêu cực. Trong phiên thì chúng ta thấy là nhìn vào đồ thị 15 phút thì mọi thứ cũng rất là ổn định đến trong buổi sáng, nhưng đến buổi chiều nhất là bắt đầu từ khung 13 giờ khi đó chúng ta là thấy phát tín hiệu có những cây nến đóng cửa dưới đường MA5 và đường MA20 theo đồ thị 15 phút kết hợp với đường MA5 cũng nằm dưới đường MA20, và khi đó chúng ta thấy là đã phát tín hiệu là nếu mà chúng ta đang có những cái vị thế long trong ngắn hạn thì nên đóng lại vị thế đấy, và nếu anh chị nào mà kịp đóng lại thì chúng ta đỡ được cái tổn thất ở cuối phiên. Thế thì sang đến phiên ngày mai thì tôi nghĩ là với cái trạng thái bây giờ có một cái ngưỡng hỗ trợ quanh đường MA5 tương đương với Fibo 0.382 vùng 1083, nhưng để mà chúng ta tính toán để thực hiện long ở quanh cái khu vực 0.83, 0.84 thì tôi nghĩ phải nên quan sát thêm ít nhất là phiên sáng ngày mai để xem đồ thị khung 15 phút xem như thế nào. VN30, FM có lấy lại được đường MA20 và đường MA5 có cắt lên ngược lại đường MA20 không, thì khi đấy chúng ta mới tính điểm long. Hay còn nếu không thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp. Có thể, rất có thể chúng ta phải chờ đợi đến thậm chí là tín hiệu xác nhận của thị trường chung vào chiều phiên thứ hai chúng ta mới có thể ra quyết định. Rồi, như vậy đối với cả thị trường cơ sở và phái sinh về cái quan điểm chung thì tôi thiên hướng là chúng ta nên chờ xác nhận. Và bản thân sức mạnh thị trường chung và sức mạnh VN30 cũng đang cung cấp cho chúng ta cái tín hiệu như vậy đấy, và chúng ta siết chặt lại cái việc quản trị rủi ro, quản trị danh mục đầu tư của chúng ta đấy, và nếu mà cổ phiếu ở trên cái cơ sở cổ phiếu nào vi phạm được 3 năm thì chúng ta mạnh dạn bán đi chờ nhịp khác. Đối với cả quan sát về cái chiều mua vào, thực ra ở trong những cái thời điểm hiện tại thì tôi nghĩ rằng là dành thời gian quan sát thêm thị trường sẽ phù hợp hơn ở trong cái thời điểm này chúng ta định mua vào, trừ phi
Bây giờ chúng ta cũng không có một tí cổ phiếu nào cả. Bây giờ tỷ trọng cổ phiếu có thể sau cái phiên ngày hôm nay có nhiều anh chị đã kịp nhanh chóng trước cái phiên ATC đã kịp thoát hết hàng và chúng ta đang cầm tiền chúng ta chờ đợi để mà chúng ta có thể mua mới. Thì nếu mà chúng ta muốn cẩn trọng nhất thì đợi đến chiều phiên thứ hai tín hiệu xác nhận liệu là có tạo đỉnh sau thị trường chung và cái lượng cổ phiếu về hấp thụ như thế nào, liệu có vi phạm gãy cái đường VN Index có giữ được cái đường M5 hay không thì sẽ cái điểm mua sẽ độ tin cậy sẽ cao hơn. Nhưng nếu mà anh chị vẫn muốn có cái việc theo dõi xem là những cái cổ phiếu nào đang khỏe hơn thị trường chung và những cái cổ phiếu đấy sẽ là nếu mà chẳng may thị trường ổn đấy, sau đây thì có thể chính là cái động lực giúp cho thị trường tăng giá và có thể sẽ đạt cái hiệu quả tối ưu hơn, thì chúng ta có thể chúng ta tìm hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng cái máy lọc cổ phiếu ở trên công cụ khuyến nghị feed để chúng ta lọc cho nó kỹ. Đấy, anh chị có thể vào máy lọc cổ phiếu thì tôi có lọc sẵn ở đây rồi. Đấy, để sử dụng máy lọc cổ phiếu thì tôi có dựa vào các cái tiêu chí đấy, sức mạnh và tích lũy lọc ra những cái cổ phiếu có sức mạnh A, tích lũy B và sức mạnh B, tích lũy A. Đấy, xác suất tăng dần ngắn hạn cao. Đấy, tức là có cái mô hình các cái đường MA tích cực. Đấy, về lợi nhuận mục tiêu thì trên 5-7%. Đấy, rồi là chưa lên quá nhiều chỉ số P và ROE tích cực. Đấy, thì tôi có lọc ra những cái cơ hội. Đấy, ở đây là có những cái cơ hội và chúng ta thử xem là liệu là những cái cơ hội nào là những cơ hội chúng ta đáng chú ý nếu mà thị trường điều chỉnh xong. Đấy, và chúng ta có thể tham gia nếu mà chúng ta đang cầm toàn bộ thị trường tiền mặt. Đầu tiên là ASM thì ngày hôm nay cũng rất là khỏe. ASM thì thực ra đã có trong danh mục khuyến nghị từ rất là lâu rồi. Tôi nghĩ rằng là ASM nếu mà điểm mua bây giờ thì tôi nghĩ chậm rồi. Thực ra cái điểm mua đẹp sẽ là cái điểm mua khi mà có tín hiệu cộng hưởng giữa xu hướng giá và xu hướng động lượng là từ phiên khoảng độ phiên ngày mùng 6, mùng 5 và mùng 6 tháng 6. Đấy, khi đấy cổ phiếu sau khi gặp cái cản Fibo 0.382, vùng 9.8 có khoảng độ hơn một tuần tích lũy ở quanh khu vực này. Đấy, và lấy đà thành công bứt lên. Nên thực ra điểm mua đẹp nhất là mua vào ngày mùng 6 tháng 6. Thì bây giờ chúng ta chờ chốt lời thôi. Đấy, bây giờ nếu mà thiết kế điểm mua đối với cổ phiếu này thì chắc là chúng ta phải chờ một điểm khác. Như vậy là ASM đã bị lỡ chờ, lỡ mất điểm mua đẹp rồi. Nên thôi chúng ta bỏ qua. Trường hợp tiếp là trường hợp VGC. VGC cũng là một cái cổ phiếu khá là khỏe. VGC thì cũng vẫn đang loanh quanh cái vùng tích lũy quanh khu vực 40, nhưng thực ra ngày hôm nay có những lúc lên đến cái khu vực Fibo 0.618, vùng 438 sau đó lùi về. Thế thì nếu mà tính điểm mua đẹp của VGC thì nó sẽ là quanh khu vực khoảng 415. Như vậy nếu mà thị trường chung ổn thì và cổ phiếu này lùi về quanh khu vực 415 là chúng ta có thể cân nhắc để xu hướng giá tích cực, xu hướng động lực tích cực. Thì trước mắt là nếu mà mua 415 thì cũng kỳ vọng là mục tiêu gần thì khoảng độ 437. Như ngày hôm nay nó cũng gặp cái ngưỡng 437 cũng bị quay đầu. Thế như vậy trước mắt là cái vùng mục tiêu ngắn hạn 437. Còn nếu mà vượt qua được cái 437 đấy thì có thể kỳ vọng ở cái giá mục tiêu cao hơn là khu vực 489. Còn cắt lỗ ngắn hạn thì chúng ta vẫn giữ ở khu vực khoảng 40, 40, 42. Trường hợp tiếp là trường hợp Vinhome. Vinhome vẫn là cái cổ phiếu mà tôi thấy là cũng khá thích trong nhịp này. Đấy, và trước đấy tôi có khuyến nghị và đấy các anh chị thấy không? Khi chúng ta mua một cái cổ phiếu có yếu tố xu hướng giá tích cực kết hợp với xu hướng động lượng tích cực, nhất là cái xu hướng động lượng bắt đầu từ cái vùng quá bán đấy, đi lên, thì chúng ta thấy là mặc dù thị trường ngày hôm nay rung lắc rất là mạnh nhưng gần như là chúng ta có Vinhome, chúng ta mua chót mua Vinhome 2 phiên gần đây thì cũng không bị tổn thất nhiều. Thế quanh cái khu vực 55 này tôi nghĩ là cũng là một cái Vinhome cũng là một sự lựa chọn không tồi đấy, và vẫn có hướng đến cái vùng mục tiêu khoảng 58.6. Đấy, và cắt lỗ ngắn hạn thì chúng ta có thể là thêm dịch theo cái đường MA20, bây giờ là cập nhật gần nhất là cái khu vực cắt lỗ ngắn hạn sẽ khu vực 532. Như vậy là Vinhome ổn. Đấy, như vậy là trong mấy cổ phiếu vừa rồi thì chúng ta thấy là ASM thì hơi lỡ trớn, VGC thì có thể chấp nhận được nếu mà lùi về quanh khu vực 41, 415. Đấy, và Vinhome thì có thể quanh 55. ANV thì sao đây? ANV cũng khá đẹp, cũng có một cái vùng tích lũy khá đẹp, xu hướng động lượng thì cũng tích cực nhưng lại đang ở cái vùng quá mua, nhưng cái vùng tích lũy này thì tôi nghĩ cũng ổn. Đấy, đã tạo đáy khá thành công ở quanh khu vực 434.5 và ngày hôm nay thị trường rung lắc mạnh như vậy
mà cổ phiếu cũng không bị đỏ. Như vậy là rõ ràng là cổ phiếu này cũng là mấy cổ phiếu mà chúng ta có thể chú ý. Nếu mà mấy phiên nữa mà thị trường kiểm tra và cổ phiếu này không gãy ngửa, không gãy ngửa cái khu vực 345 đấy, và thêm một lần nữa khẳng định là vùng 345 là một cái vùng hỗ trợ mới, thì chúng ta có thể canh mua quanh cái khu vực 345 cho đến 35 đấy. Kỳ vọng cái mục tiêu giai đoạn tới sẽ là khu vực 39 đấy, và cắt lỗ ngắn hạn thì chúng ta có thể dịch chuyển lên khu vực khoảng 32.9 đấy, nếu cắt lỗ ngắn hạn 32.9. Rồi, cổ phiếu tiếp xem là cổ phiếu nào. Bình Sơn. Bình Sơn thì thực ra đóng đến ngày hôm nay không đẹp lắm, động lượng giảm dần. Như vậy cổ phiếu này chưa cần vội, chúng ta cứ quan sát thêm, và nhất là khi nó có cái cản ngay gần đây. Đấy, 18.3. Đấy, như vậy là nó có thể nó sẽ cần phải tích lũy lâu hơn, thế nhất là trên sàn Hapcom thế thôi. Bình Sơn thì quan sát thêm chưa cần vội. IDC thì cũng trong danh mục chờ mua suốt đấy, và một lần nữa chúng ta thấy IDC khi cổ phiếu ở quanh vùng tích lũy cũng rất khó suy chuyển. Như vậy là củng cố cho chúng ta là niềm tin là IDC vùng này có thể xem xét quanh 42 đấy. Từ ngày hôm qua chúng ta vẫn chia sẻ IDC vùng 42 là xem xét được, đúng không? Đấy, động lượng ngày hôm nay cũng bắt đầu có tín hiệu đảo chiều rồi, cắt lên rồi. Như vậy nếu mà thị trường ổn thôi, hoặc là thị trường ngày mai mà kiểm tra về cổ phiếu này không giảm, thì chúng ta có thể mua quanh khu vực 42. Đấy, cắt lỗ ngắn hạn thì tôi nghĩ vấn đề khu vực 40, và kỳ vọng lợi nhuận mục tiêu giai đoạn tới sẽ là khu vực khoảng 45.7. IDC ổn này. EIB hôm nay cũng điều chỉnh giảm. Thực ra giai đoạn này nhóm ngân hàng thì tôi không phải thích lắm, tại vì tôi vẫn lo ngại cái vấn đề nợ xấu ở quý 3. Thế thì cổ phiếu này xu hướng động lượng cũng đang giảm dần, cũng có cái cản ở Fibo 0.382 vùng 22.2 ngay đây. Đấy, và với cái xu hướng điều chỉnh ngày hôm nay thì có thể nó sẽ tìm về quanh cái đường MA 100 khu vực khoảng 20.1 20 quanh 20 19.7 19.8. Thế rồi cứ chờ điều chỉnh về 17.7, 19.7, 19.8 thì chúng ta mới tính toán, còn không vội ở quanh cái khu vực 21 này. Như vậy cổ phiếu này là xem thêm KDH hôm nay cũng khá đẹp, không giữ được xanh nhưng điều chỉnh nhẹ, thì tôi nghĩ là có thể bởi vì nó đang gặp cái vùng 31.5, xu hướng động lượng cũng tích cực, cũng đang ở trong cái vùng tích lũy, vùng tích lũy này cũng khá dài. Như vậy là cổ phiếu này cũng có thể xem xét có ở quanh cái khu vực 30.3 30.4. Đấy, tôi nghĩ là cắt lỗ ngắn hạn thì chúng ta để ở đường 20 khu vực khoảng 292. Đấy, và cổ phiếu này tích lũy đẹp xong thị trường ổn, tôi nghĩ là có thể vượt ra khỏi khu vực 315 và hướng đến vùng mục tiêu tiếp theo là khu vực 35. KDH thì khá ổn. Như vậy là vẫn là một số các cái cơ hội ở nhóm cổ phiếu bất động sản. HDG thì không đẹp lắm, hôm nay điều chỉnh đỏ sâu, cũng động lượng cũng đang giảm dần, thế có thể sẽ kiểm tra thêm cái khu vực 35, thế tôi cứ quan sát thêm cái vùng tích lũy để xem như thế nào, chưa vội ngay ở quanh cái 36 nên quan sát thêm một vài phiên nữa. Cổ phiếu nào mà chúng ta thấy cần phải vội thì mới vội, còn không thì không cần vội lắm. SHB động lượng cũng đang giảm dần, như vậy cổ phiếu này cũng đang gặp cái cản ở gần cái khu vực 12.6 và động lượng giảm dần, có thể nó sẽ phải tích lũy hoặc là điều chỉnh. Như vậy cổ phiếu SHB cũng chưa cần vội. Như vậy tổng kết lại, chúng ta có thể khẳng định là thị trường chung sẽ cần phải xác nhận đấy, ít nhất có thể sẽ phải chờ đến chiều phiên thứ hai, và chúng ta cũng phải đề phòng trường hợp VN-Index lặp lại kịch bản của phiên ngày mùng 6 tháng 12 đấy, khi mà một cái nhịp tăng lên có một cái nền phân phối động lượng giảm dần, cái động lượng cũng giảm dần, thanh khoản tăng đột biến đấy, và sau đó thì bây giờ chúng ta chỉ cần quan sát hàng về cổ phiếu này, và nếu mà tạo cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước đấy, và không giữ được cái đường MA 5, gãy khỏi cái đường MA 5, thì khi đấy nó có thể nó sẽ vào cái nhịp phân phối đấy, và điều chỉnh để chúng ta lưu ý, để chúng ta nếu mà có những cái tín hiệu như vậy thì chúng ta sẽ giảm tải thì trong cổ phiếu đấy. Tất nhiên là kể cả trong điều kiện thị trường điều chỉnh thì vẫn sẽ có một bộ phận nhỏ các cái cổ phiếu đi ngược được thị trường, hoặc là thị trường quay trở lại kiểm tra thành công, xác nhận thành công, quay trở lại trạng thái mạnh dần, vươn lên hướng lên cái vùng mục tiêu 1123 cho đến 1133, thì chúng ta cũng sẽ phải
có sẵn những cái cổ phiếu để mà chúng ta đánh cược là những cái cổ phiếu này sẽ tối ưu trong cái nhịp tiếp theo của thị trường, kể cả khi thị trường điều chỉnh, thì có thể lưu ý một số các cái cổ phiếu, ví dụ như là VGC, thực ra tôi không thích lắm, bằng Vinhome này, ANV này, rồi là IDC này, KDH. Đấy là những cái trường hợp mà tôi khá là thích, có vẻ là những cái cổ phiếu này, kể cả khi mà thị trường có thể sẽ không hình thành được cái nhịp tăng tiếp và điều chỉnh, thì tôi nghĩ là cái việc kiểm soát rủi ro ở những cái cổ phiếu tôi vừa chia sẻ thì nó sẽ dễ dàng hơn. Thì hy vọng những cái chia sẻ vừa rồi tôi sẽ hỗ trợ được cho anh chị và các bạn trong quá trình ra quyết định. Thì nếu anh chị và các bạn vẫn gặp khó khăn thì có thể liên hệ mở tài khoản với ID 4088 của eBroker để tham gia kênh tư vấn trong phiên dịch của tôi. Đấy, ngoài ra nếu anh chị và các bạn thấy cái video tôi vừa chia sẻ là hữu ích thì có thể like, share, đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Một lần nữa thì cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo của Đầu tư từ đâu.